Sáng nay, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã kỷ niệm 9 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Học viện 15 tháng 10 năm 2014, 15 tháng 10 năm 2023 và khai giảng năm học mới 2023-2024. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải. Năm học 2023-2024 là năm thứ 8 Học viện Cán bộ Thành phố tuyển sinh đại học chính quy với số lượng gần 600 sinh viên, nâng tổng số sinh viên chính quy của Học viện hiện nay gần 2.500 em. Lãnh đạo Học viện cho biết việc được công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức 1 vào ngày 18 tháng 9 vừa qua là nền tảng quan trọng để Học viện tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ viên chức giảng viên, phát triển các chương trình đào tạo bồi dưỡng điều kiện học tập chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Học viện phải là đơn vị đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải tập hợp được một đội ngũ các nhà khoa học, nhà giáo bản lĩnh chính trị để định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái lệch lạc, thù địch trong tình hình mới. Tại lễ khai giảng, Học viện cán bộ khen thưởng các sinh viên khóa 8 đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy, trao học bổng khuyến khích học tập cho 7 sinh viên đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.